Hiện nay, nhu cầu bổ sung dinh dưỡng từ sữa của người Việt ngày càng tăng cao. Vì vậy, các doanh nghiệp đã chú trọng cao hơn về quy trình sản xuất sữa. Trong đó, nhà máy sản xuất sữa của thương hiệu Top Ten Milk được đánh giá cao về quy mô với quy trình sản xuất khép kín cũng như chất lượng sản phẩm được đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Thứ nhất là về cái điểm mạnh là cái dây chuyền sản xuất thì chúng tôi được nhập các cái máy móc hiện đại từ Nhật Bản về. Và cái thứ hai là cái nguyên liệu chính chúng tôi nhập từ New Zealand, từ Úc, từ Mỹ và thậm chí một số những thành phần chúng tôi nhập từ Ấn Độ. Đặc biệt đó là cái khuôn viên nhà máy sản xuất là hơn 2.000 mét vuông. Còn về kế hoạch tương lai thì Top Ten Milk của chúng tôi sẽ nghiên cứu thêm những cái dòng chuyên biệt dành cho trẻ em đó, và những cái dòng dành cho những cái bệnh lý khác. Với tâm huyết mang đến nhiều giải pháp dinh dưỡng cho nhiều đối tượng, Top Ten Milk cung cấp đa dạng sản phẩm như sữa healthy dành cho người bệnh, ốm yếu, kém ăn, sữa dinh dưỡng Gluna dành cho người bị bệnh tiểu đường, sữa Cagon dành cho người bệnh xương khớp, sữa Cucumin dành cho người bị các vấn đề về dạ dày, người bệnh sau phẫu thuật, sữa Digon dành cho người bệnh thận, sữa Livergold hỗ trợ cho người mắc các bệnh liên quan tới gan. Sự đa dạng sản phẩm giúp người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn phù hợp với nhu cầu và thể trạng. Song song đó, hướng tới giải pháp chăm sóc sức khỏe chủ động, Top Ten Milk ngày càng chú trọng về chất lượng, hướng tới thương hiệu sữa dinh dưỡng được nhiều người ưa thích.